Để thay đổi không khí, trong phóng sự xe 360 tuần này, chúng ta sẽ cùng điểm qua những chiếc xe điện có khả năng tăng tốc nhanh nhất thế giới hiện nay. Theo một số nguồn tin, mới đây Tesla đã thông báo hãng này đang hoàn thiện các công đoạn kỹ thuật đối với mẫu siêu xe điện Roadster. Tesla Roadster được cung cấp sức mạnh từ 3 động cơ điện, cho ra mô men xoắn lên đến 10.000 Nm. Tuy nhiên, mức công suất chưa được hãng này tiết lộ, nhưng chắc chắn con số này sẽ không dưới 1.000 mã lực, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh. Trên lý thuyết, Tesla Roadster có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 1,9 giây và tốc độ tối đa đạt 402 km/h. Với gói pin 200 kWh, Tesla Roadster có thể di chuyển quãng đường tối đa 998 km trong một lần sạc đầy. Theo kế hoạch ban đầu, Tesla chỉ sản xuất 1.000 chiếc Roadster. Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2018, C_Two là mẫu hypercar thứ hai của hãng Rimac sau Concept One. Rimac C_Two mang ngôn ngữ thiết kế được lấy cảm hứng từ các mẫu siêu xe trong thập niên 2000 như McLaren F1. Thân và mui xe của C_Two được làm bằng sợi carbon với cấu trúc hấp thụ lực va chạm. Siêu xe đến từ Croatia có kiểu dáng khí động học chủ động, giúp tối ưu việc làm mát và khả năng giảm tốc. Theo công bố của Rimac, C_Two đạt mức công suất lên đến 1.914 mã lực, giúp xe dễ dàng chạm mốc 100 km/h chỉ 1,85 giây, tốc độ tối đa 415 km/h. Với gói pin 120 kWh, C_Two có phạm vi hoạt động tối đa 650 km. Bộ sạc nhanh giúp mẫu xe này sạc đến 80% pin chỉ trong 30 phút. Rimac chỉ sản xuất 150 chiếc C_Two tại nhà máy ở Croatia. Giới thiệu lần đầu vào năm 2017, Aspark Owl là hypercar chạy điện đầu tiên của Nhật Bản. Ngoài ra, Owl còn giữ vị trí mẫu xe điện tăng tốc nhanh nhất thế giới trong 4 năm liền. Cung cấp sức mạnh cho xe là 4 động cơ điện, sản sinh tổng công suất 1.985 mã lực, giúp tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 1,72 giây. Với gói pin 64 kWh, Aspark Owl có phạm vi hoạt động 450 km cho mỗi lần sạc và tốc độ tối đa đạt được là 400 km/h. Aspark Owl mang kiểu nổi bật lên chất hypercar, thân xe gồm nhiều đường nét uốn lượn, gầm thấp, đầu xe có những đường gân nổi bật, cửa dạng cánh chim, hốc gió bên sườn cỡ lớn và cánh gió phía sau lớn. Khung gầm của Owl là dạng cấu trúc carbon monocore được chế tạo từ sợi gia cường CFRP. Như vậy, siêu xe Nhật có khối lượng khá thấp, chỉ khoảng 860 kg. Hãng siêu xe Nhật chỉ sản xuất 50 chiếc Owl với mức giá khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ.